Vụ tai nạn khiến người phụ nữ đi xe máy bị thương nặng, dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó. Thời điểm xảy ra tai nạn, nữ nạn nhân đang mang bầu, nguồn tin xác nhận. Cảm động, nhóm y tá bảo vệ hàng loạt trẻ sơ sinh giữa thảm họa động đất ở Đài Loan. Truyền thông địa phương mới đây đã chia sẻ đoạn clip ghi lại hành động bảo vệ trẻ sơ sinh đang nằm trên nôi của các y tá tại một bệnh viện ở thành phố Đài Bắc, Đài Loan ngay tại thời điểm xảy ra động đất kinh hoàng vào 7 giờ 58 phút sáng ngày 3 tháng 4 theo giờ địa phương. Theo đó, khi căn phòng bắt đầu rung lắc dữ dội, một số y tá đã nhanh chóng đưa khoảng 10 chiếc nôi trẻ sơ sinh vào giữa căn phòng, sau đó cố gắng đứng vững để giữ chặt cố định các nôi em bé. Khi đoạn clip này được đăng tải, nhiều người đã bày tỏ cảm kích và ca ngợi tinh thần bình tĩnh, cách thức xử lý vấn đề chuyên nghiệp, khẩn trương của các y tá khi động đất xảy ra. Nhiều người dành lời cảm ơn tới các y tá vì đã dũng cảm quên mình để bảo vệ những đứa trẻ sơ sinh. Trung tâm chăm sóc sức khỏe hậu sản Ly ở thành phố Tân Trúc, Đài Loan cũng đăng video cho thấy các y tá tại đây cũng có hành động tương tự để bảo vệ những đứa trẻ. Bắt người đàn ông mua máy in đa năng về phòng trọ để in tiền giả Ngày 5 tháng 4, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đang tạm giữ hình sự ông Nguyễn Minh Hiếu, 36 tuổi, ngụ Vĩnh Long để điều tra về hành vi làm tàng trữ lưu hành tiền giả. Theo điều tra ban đầu chiều ngày 3 tháng 4, qua công tác trinh sát, công an huyện Cầu Kè phối hợp công an huyện Càng Long và phòng an ninh điều tra công an tỉnh Trà Vinh kiểm tra một nhà trọ tại xã Thông Hòa, huyện Cầu Kè. Tại đây, lực lượng công an bắt quả tang Hiếu đang tàn trữ tiền giả. Qua kiểm tra và khám xét nơi ở, cảnh sát phát hiện và thu giữ 7 tờ tiền có mệnh giá 500.000 đồng, 382 tờ tiền có mệnh giá 5.000 đồng, 114 phôi tờ tiền chưa thành phẩm có mệnh giá 5.000 đồng, một máy photo màu, ba dao loại cắt giấy và một số dụng cụ khác dùng để in ấn tiền giả. Tại cơ quan công an, bước đầu Hiếu thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết khoảng 10 ngày trước, Hiếu mua máy in đa chức năng để trong phòng trọ. Sau đó, Hiếu dùng tờ tiền mệnh giá 5.000 đồng thật sử dụng máy in để photo thành nhiều tờ mệnh giá 5.000 đồng giả với mục đích tiêu xài cá nhân. Đến ngày 3 tháng 4, khi đang tàng trữ công cụ phương tiện làm tiền giả và số tiền làm giả trong phòng trọ thì bị lực lượng công an phát hiện và thu giữ. Vợ lấy nước uống miễn phí, tiện lấy luôn tấm nệm của cửa hàng. Khoảng gần 9 giờ 28 phút ngày 5 tháng 4, tại một cửa tiệm bán ga nệm cặp quốc lộ 1 trên địa bàn thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, xảy ra vụ trộm hy hữu theo đó hai đối tượng đi xe máy ghé trước cửa tiệm để lấy nước uống miễn phí sau một hồi đứng trước tiệm một đối tượng ngồi sẵn trên xe chờ còn một đối tượng bước vào cửa hàng để trộm nệm ban đầu đối tượng định lấy tấm nệm phía ngoài nhưng không được do nhiều tấm nệm dính vào nhau sau đó đối tượng bước vào phía trong lấy tấm nệm rồi lên xe cùng đồng bọn chạy mất dù gia chủ đã truy hô nhưng không đuổi kịp đối tượng theo chị Phạm Ngọc Liên, gia đình chị kinh doanh ga nệm, thường ngày vẫn để thùng nước suối miễn phí trước nhà để những người qua đường lấy sử dụng. Sáng nay, hai đối tượng này ghé lấy nước uống, gia đình chị tưởng như những người qua đường khác, nhưng không ngờ hai đối tượng lại trộm luôn tấm nệm. Mặc dù tấm nệm có giá trị không lớn, nhưng qua đây tôi cũng mong mọi người nêu cao cảnh giác đề phòng, tránh các vụ việc tương tự có thể xảy ra, chị Liên cho biết. Chồng từ chối nói chuyện với hàng xóm, vợ bị đâm tử vong. Ngày 4 tháng 4, một lãnh đạo ủy ban nhân dân xã Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ người đàn ông dùng dao đâm một phụ nữ hàng xóm tử vong. Thông tin ban đầu, lúc 11 giờ 40 ngày 4 tháng 4, ông Vũ Văn Thắng, 50 tuổi, ngụ Thới Bình tỉnh Cà Mau, sang nhà hàng xóm tìm ông Huỳnh Nam Triều, 53 tuổi nói chuyện. Khi đến nhà của ông Triều, bà Lý Thu Hân, 42 tuổi vợ ông Triều, đi ra trước hỏi ông Thắng kiếm chồng bà làm gì. Ông Thắng nói kêu ông Triều ra nói chuyện. Sau đó bà Hân nói chồng bà đang ăn cơm, có gì thì chiều quay lại. Lúc này chồng bà Hân trong nhà nói với ra, giữa tao với mày không có chuyện gì để nói. Liền lúc đó, ông Thắng xông vào dùng dao chuẩn bị từ trước, đâm bà Hân một nhát vào phía dưới ngực trái rồi bỏ chạy về nhà. Gia đình đưa bà Hân đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện Thới Bình, nhưng đến 12 giờ 30 cùng ngày, bà tử vong. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Thới Bình đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh Cà Mau điều tra xử lý. Va chạm với xe bồn, thai phụ tử vong. Ngày 5 tháng 4, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, khoảng 9 giờ cùng ngày, tại khu vực ngã tư quốc lộ 46B, giao đường Nguyễn Sinh Cung, xã Nghi Thạch, xảy ra vụ va chạm giữa xe bồn và xe máy do chị Nguyễn Thùy Dương, 41 tuổi, trú huyện Nghi Lộc điều khiển. Vụ tai nạn khiến người phụ nữ đi xe máy bị thương nặng, dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó. Thời điểm xảy ra tai nạn, nữ nạn nhân đang mang bầu, nguồn tin xác nhận. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an huyện Nghi Lộc điều tra. Sáng cùng ngày, trên đường Phạm Hồng Thái, phường Vinh Tân, thành phố Vinh, Nghệ An, cũng xảy ra vụ va chạm giữa xe tải và xe máy di chuyển cùng chiều. Vụ tai nạn khiến người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. Nạn nhân là ông Đinh Văn Nam, 61 tuổi, trú Nghệ An. Xe bồn chở đầy nhựa đường bốc cháy dữ dội trên quốc lộ 1A. Sự việc xảy ra từ khoảng 12 giờ 50 ngày 4 tháng 4, xe bồn chở nhựa đường đang di chuyển trên quốc lộ 1A đoạn qua cầu đỏ thuộc thôn Đông Hòa, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng thì bất ngờ bốc cháy ngùng ngục. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ chiếc xe, khiến người đi đường và nhân dân khu vực gần đó một phen hốt hoảng. Lúc này ngọn lửa bốc lên dữ dội, người dân dùng bình chữa cháy để dập lửa nhưng không thành, đã cấp báo đến lực lượng chức năng. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động hai xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, khẩn cấp chữa cháy. Đến 13 giờ 50 cùng ngày, vụ cháy được khống chế hoàn toàn vụ cháy đã thiêu rụi xe thi công đường bộ chở nhựa đường. Rất may tài xế đã kịp thời tung cửa thoát ra ngoài an toàn. Ghi nhận tại hiện trường theo phản ánh của các nhân chứng vụ việc, những ngày qua tại khu vực thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam có thời tiết nắng nóng gay gắt. Đây có thể là một trong những tác nhân cho các vụ cháy. Hiện nguyên nhân vụ cháy xe bồn chở nhựa đường đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Hàng nghìn con cá tranh nhau đẩy thuyền, thanh niên quắn quéo vì sợ điềm xui mới đây trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh tượng vô số con cá bám vào đuôi một con tàu đang chạy trên sông khiến cộng đồng mạng nổi da gà không biết liệu có điềm báo xấu gì hay không có thể thấy con này nhảy lên con kia tạo thành một đàn dài nhìn giống như chúng đang góp sức đẩy con tàu đi không ai hiểu đây là hiện tượng gì bởi vì cá vốn dĩ luôn tìm những chỗ sâu và rộng để bơi không dại dột mà tự chui đầu vào chỗ chết như thế này thanh niên cầm điện thoại quay cũng liên tục thắc mắc Bao nhiêu năm đi tàu lên đênh trên sông trên biển, chưa bao giờ thấy chuyện kỳ lạ đến như vậy. Có phải đây là dấu hiệu báo trước sắp có thiên tai hay chuyện gì đó kinh khủng sắp xảy ra? Cộng đồng mạng xem xong video cũng hiếu kỳ vô cùng bởi đã từng xảy ra trường hợp hàng loạt con cá chết trôi dạt từ ngoài biển về bờ. Tuy nhiên những con cá trong đoạn video này còn đang sống sờ sờ ra đấy. Một số người thì cho rằng đây là cá phóng sinh, không phải hiện tượng gì quá là hiếm gặp. Một vài bình luận đáng chú ý cá phóng sinh thôi, nuôi trong ao, thả nó ra sông nó không kiếm được thức ăn nên bám vào tàu như vậy. Cá phóng sinh ra gặp sông lớn, nó không có điểm tựa nên nó bám vào đáy ghe đấy bạn. Người chồng mặc nguy hiểm lao vào chỗ đá lở cứu vợ trong động đất ở Đài Loan. Trận động đất xảy ra sáng ngày 3 tháng 4 ở Đài Loan tới nay đã khiến cho ít nhất 10 người thiệt mạng và đằng sau mỗi nạn nhân đó đều là câu chuyện thương tâm. Trang Chinatown ở Đài Loan dẫn lời người chồng họ sự kể rằng anh và vợ cùng nhiều đồng nghiệp khác sáng ngày 3 tháng 4 chuẩn bị vào làm việc tại km 183 thuộc đường cao tốc Trung Hoành thì động đất xảy ra. Do khu vực nhóm công nhân làm việc nằm ở vị trí dốc nên đất đá từ trên ngọn núi gần đó đổ ập xuống đây. Khi đó tôi chạy lại chỗ vợ để kéo cô ấy đi thì chợt một tảng đá rơi xuống nơi cô ấy đứng khiến vợ tôi lập tức bất tỉnh. Tôi liền dùng thân mình che chắn và cố dìu cô ấy ra khỏi nơi nguy hiểm. Dù vậy, tôi cảm thấy hơi thở của cô ấy dần yếu đi nên đã cùng một số đồng nghiệp nhanh chóng đưa vợ tới bệnh viện. Tuy nhiên, cô ấy đã qua đời trên đường đi cấp cứu. Anh Sử buồn bã nói trong tang lễ của vợ mình. Công việc công nhân của chúng tôi vốn rất nguy hiểm, nhưng việc phải chứng kiến người vợ qua đời trong vòng tay của mình là điều khó có thể diễn tả được. Gia đình chúng tôi giờ chỉ còn biết nương tựa lẫn nhau để sống tiếp. Anh Sử nói thêm. Số liệu thống kê mới nhất được China Times cập nhật cho hay, Trận động đất mạnh 7,2 độ Richter xảy ra gần huyện Hoa Liên, trên bờ biển phía đông Đài Loan, đến nay đã khiến cho 10 người thiệt mạng, 1.106 người bị thương, 705 người mắc kẹt dưới nhiều đống đổ nát và 18 người mất tích. Hà Tĩnh, trường mầm non tốc mái, đổ sập sau lốc xoáy, gần 100 học sinh không thể tới lớp. Chiều tối ngày 29 tháng 3, tại xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, xảy ra mưa lớn kèm gió giật mạnh trong cơn mưa đã xuất hiện trận lốc xoáy đã khiến hơn 10 nhà dân tốc mái, nhiều diện tích hoa màu gãy đổ. Đặc biệt, trường mầm non xã Sơn Hồng điểm 2 bị gió lốc làm hư hỏng nhiều phòng học, bờ tường đổ sập. Trận lốc xoáy đã khiến 5 phòng bị tốc mái, tường gạch đổ vỡ, nhiều phần tường bị đổ xuống sàn lớp học, ước tính thiệt hại trên 2 tỷ đồng. Bận rộn dọn dẹp đống đổ nát, cô Phạm Thị Mai Lan, giáo viên trường mầm non xã Sơn Hồng cho biết, trận lốc xoáy đã khiến toàn bộ khuôn viên tan hoang, tường nứt, gạch đổ, Mái tôn cũng bị gió làm tốc, hư hỏng toàn bộ, nước linh láng khiến tôi bàng hoàng. Hiện chưa có phương án khắc phục nên học sinh vẫn chưa thể tới lớp. Nhiều phụ huynh cũng bày tỏ lo ngại nếu tu sửa sẽ có phương án như thế nào để đảm bảo an toàn cho các cháu vì dãy nhà này đã xuống cấp. Ngay sau khi sự cố xảy ra, ban giám hiệu trường Mầm non Sơn Hồng đã thuê phương tiện tiến hành gỡ bỏ phần mái tôn bị tốc và các gạch đá rơi đổ tại các phòng học. Hiện trường đang trong giai đoạn chờ khắc phục, sửa chữa nên chưa thể đón các cháu trở lại lớp học. Cô Trần Thị Sự, hiệu trưởng trường mầm non Sơn Hồng cho biết, cơn lốc xoáy xảy ra trước thời gian học sinh đến lớp 30 phút. Nếu cơn lốc đến khi các học sinh đang học tập tại trường thì hậu quả vô cùng lớn. Hiện nay chưa khắc phục xong hậu quả của thiên tai nên các em vẫn chưa thể tới lớp. Dự kiến trong tuần tới, ban giám hiệu sẽ tổ chức học lại cho học sinh. Tuy nhiên do không đủ phòng học nên nhà trường sẽ ghép lớp, tận dụng phòng đa chức năng, nhà bếp, nhà để xe làm lớp học cho các em. đình chỉ 15 ngày đối với thầy giáo trường tiểu học ở Sóc Trăng bị tố xảm xử nữ sinh. Ngày 4 tháng 4, Hiệu trưởng trường tiểu học Vĩnh Hiệp 2, xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Minh Công, giáo viên chủ nhiệm lớp 5 của trường này. Ông Công bị tạm đình chỉ công tác trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày 25 tháng 3 để chờ kết quả điều tra việc. Ông này dẫn học sinh nữ Thiên Nhi vào nhà vệ sinh để hướng dẫn học sinh vệ sinh cá nhân. Cùng ngày, ông Trần Văn Giang, 58 tuổi, ông ngoại của Nhi cho biết, thầy công có đến xin lỗi nhưng tôi không tiếp. Chúng tôi yêu cầu làm rõ vụ việc, nếu sai thì xử lý theo quy định pháp luật. Còn ông Lê Văn Hai, 63 tuổi, ông nội cho biết, vợ chồng ông công có đến nhà ông để xin lỗi và cho biết không làm gì bậy bạ, bà, chỉ hướng dẫn em vào nhà vệ sinh, làm vệ sinh vì tới ngày, tức là chu kỳ kinh nguyệt. Theo ông Hai, như có người anh trai học lớp 9, Kể từ khi cha mẹ ly hôn, Nhi ở nhà với ông bà ngoại, anh trai ở với ông bà nội, mẹ của hai anh em đi làm ăn xa, thỉnh thoảng mới về thăm con. Theo báo cáo của trường tiểu học Vĩnh Hiệp 2, thị xã Vĩnh Châu, vào khoảng 13 giờ 20 phút ngày 22 tháng 3, khi phó hiệu trưởng vào trường học, thì học sinh báo rằng thầy Lê Minh Công, 52 tuổi, giáo viên chủ nhiệm lớp 5A2, câu cổ nữ học sinh vào nhà vệ sinh nam, khóa cửa lại và làm gì đó mà bạn ấy ra khóc. Phó hiệu trưởng đến gặp thầy công hỏi chuyện thì được thầy này lý giải, học sinh có kinh cũng theo báo cáo của trường, em nhi cho biết, ông công đã hai lần dẫn em vào nhà vệ sinh, lần thứ nhất vào trưa ngày 18 tháng 3 và lần thứ hai vào 13 giờ 10 phút ngày 22 tháng 3. Sau khi vào nhà vệ sinh, ông công khóa cửa lại, hôn lên trán, ngồi lên đùi, cởi quần em nhi và dùng tay giờ bộ phận sinh dục của em. Ông công cho biết đã tham gia giảng dạy 29 năm, chưa bao giờ để lại điều tiếng gì vì thiếu suy nghĩ mà tôi mang tiếng tôi nghĩ em nhi là học trò của mình xem như con cháu nên quan tâm vậy thôi tôi không có làm gì chỉ hướng dẫn em cách làm vệ sinh tôi vô tình chứ không có ý định sảm sỡ học sinh hôm đó học sinh chơi đông dữ lắm tôi khổ lắm nếu có gì tôi sẽ ân hận suốt cuộc đời ông công nói khi được hỏi tại sao ông không nhờ giáo viên nữ hỗ trợ em nhi vệ sinh thì ông công trả lời hôm đó còn sớm chưa có giáo viên nữ nào Liên quan đến hình ảnh, ông câu cổ em Nhi đi trong sân trường. Ông Công cho biết, sau khi từ nhà vệ sinh ra, nhiều em nhìn thấy nên ông an ủi em đừng ngại vì đây là việc bình thường. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới mỗi ngày.